đứng từ xa chờ em về. Mình xin chào mọi người nha. Hiện tại thì anh em mình đang có mặt ở Vĩnh Phúc, Nghĩa Hưng Vĩnh Phúc này. Mình hôm nay mình review cho anh em cái cấu hình tao lanh quanh tầm giá khoảng 200 triệu để cho anh em tham khảo nha. Sử dụng full tủ máy và thiết bị của DAP Audio nha. Mọi hôm thì mình sử dụng súp kép của DB, nhưng đợt này thì súp kép của hãng DAP đã có mặt tại thị trường Việt Nam rồi. Con này thì nhìn rất là gấu, nhìn rất là chiến. Thùng rất là to, thùng dài gần 1 mét. Đấy, toàn bộ là sử dụng sơn nhựa cao cấp nha. Đấy, lưới rất là chắc chắn này, anh em đánh lớn không bị rung đâu. Thì đối với phân khúc mẫu súp này thì đang có giá là 40 triệu một cặp, chưa bao gồm cắt xê nha. Thùng cắt xê này là sẽ bao gồm là 3 triệu 7 một chiếc. Sử dụng bắt 50. Bắt 50 và cùng một con 125 nha. Đấy. Model là DB22 súp. Đó. Con này được thiết kế và design theo mẫu thiết kế của những dòng súp châu Âu. Đấy, của Germany này. Đấy, có đầy đủ số series này. Đấy, công suất. Công suất con này khá là lớn. Một củ bát của nó là 3400 W. Đấy, công suất max. Một củ bát là 3400 W nha. Còn về hệ thống light array thì ở đây thì chúng tôi đang sử dụng model LA112. Thì con này sử dụng driver, nếu anh em xem trên kênh của mình rồi thì cũng khá quen thuộc rồi. Đấy, mình review lại cho những anh em xem lần đầu nha. Con này sử dụng một bát 30 này và hai check 44 của BNC nha. Đấy, công suất RMS là 900W, công suất maximum là 1200W. Cũng sử dụng đồng bộ là sơn nhựa hết. Những cái thanh nhôm này là thanh nhôm kết nối này. Những cái thanh kết nối là toàn bộ là nhôm cao cấp và nó sử dụng chốt thông minh nha quý vị. Cho nên là mọi người đi lắp đặt một mình thì cũng khá là dễ nha. Ở đây thì hàng mới thì nó có phấn tay này. Đấy, nó còn nguyên phấn, cho nên là anh em sờ tay vào thì nó sẽ in cái bụi phấn lên trên tay này. Đó. Cấu hình này khá là đẹp. Về hệ thống chân kết nối đằng sau thì sử dụng chân rất là thông minh nha.
hệ móc, anh em treo lên thì anh em bẻ góc rất là dễ bẻ. Anh em chỉ việc đẩy ở dưới mặt dưới của loa lên thì tự động tất cả các góc này nó sẽ theo cái hướng mà anh em muốn đưa vào. DAP, công ty con của RCF. Cho nên là anh em yên tâm về chất âm nha. Người ta làm rất là kỹ. Có kỹ sư người ta nghiên cứu đàng hoàng. Đó. Ok. Mình sẽ quay lại một vòng cho mọi người cùng xem lại nhé. Đó. Về hệ thống công suất thì toàn hàng chất thôi anh em ạ. Con này là con Class D này. Công suất của nó 2500W trên một kênh. Con này nó thuộc dòng nguồn xuyến nhưng mà nó rất là nhẹ, nó chỉ có 20 cân thôi. Mọi người đi làm thì bê tủ máy này cực kỳ nhẹ luôn này. Không khác gì nguồn xung nhá. Nhưng mà hiệu suất của nó rất là cao. Mình rất thích những con nào đánh súp mà nó nguồn xuyến nhưng mà hiệu suất nó cao thì tiếng súp nó sẽ rất là đỡ đầm. Con này dùng máy cắt đất D nha quý vị. Đó, hiếm ở trên thị trường có những con công suất nào sử dụng máy cắt đất Class D mà lại là nguồn xuyến nhá. Hãng DAP này thì mình thấy con này rất là ưng này, mạnh. Đánh súp kép và súp 60 vẫn đánh tốt. Đó, đám ping nó rất là cao, đám ping trên 1.000, 1.500. Đấy, nó dòng công suất nhập Trung Quốc mà đám ping của nó trên 1.000 thì anh em đánh ngon lành luôn. Đó, chỉ cần vậy thôi, đánh rất là ngon rồi. Đó, ở đây thì có một con D 1.500. Con này 1.500W trên một kênh cả 8 ohm nhá quý vị. Đó, có một con cốt CR2.6 thì con này có sẵn preset của hãng cho nên là mình hay thường xuyên mình tin tưởng mình dùng con cốt này và nó rất là bền. Từ xưa đến nay thì mình cách đây được khoảng 4-5 năm nay rồi. Đấy, mình dùng con cốt này thì chưa phải bảo hành bất kỳ một con cốt nào trên thị trường. Đấy, rất là bền. Đó, một con XR12. Đó, con này của Behringer, con này là của Anh nhá quý vị. Đó, của Anh nhưng sản xuất tại Trung Quốc. Nên nó thương hiệu của Anh. Đó. Một bộ mic DBK 6000. Con này là chuyên karaoke này. Karaoke và nó làm sự kiện tiệc cưới vừa và nhỏ giống như ở đằng sau này. Đó. Và một chiếc quản lý nguồn SP600S. Ok. Đó. Đánh nét luôn. Đây một bài súp cho anh em nghe nhá. Mới cài sơ qua tiếng mic nhé, anh em có thể đeo tai nghe và cảm nhận nhé. Mình sử dụng mixer XR12 thôi, rất là đơn giản. 6 7 1 2 3 4 5 6
khá ok đấy. Bây giờ là lúc bàn giao và vận hành nhá. Rất đơn giản luôn. Mic, nhạc, theo mic. Chủ của hệ thống loa này test luôn nha quý vị. Bộ effect này em cài rất là hay. Ok, về cái vấn đề mic xương số này thì dùng rất là đơn giản thôi quý vị. Mic 1, mic 2 thôi. Mic 1, mic 2, mic 3, mic 4, mic 5 thì anh em sử dụng mic nào thì anh em cắm mic đó. 1, 2, 3, 4 này, 5, 6, 7, 8 này, được ạ. Con này nó có 12 input và 2 output. 2 output thì mình sẽ cắm trực tiếp xuống dưới controller và chia way ra. Đó, thì dùng rất là đơn giản thôi. Anh em cắm mic vào... cắm mic vào đường nào thì anh em đẩy đường đấy lên thôi, cũng giống như là mixer cơ thôi, nhưng mà con này nó là mixer số, tiếng nó rất là hay. Đấy, cắm nhạc vào đường nào thì đẩy nhạc đường đấy lên thôi. Và bên đây nó có bộ effect này mình cài nó rất là hay. Anh em nào cần cái bộ effect này thì có thể liên hệ với mình cử cho là tặng anh em cái bộ effect này nếu mà anh em đã có mixer mình dùng rồi. Và đương nhiên là cái hệ thống EQ này thì anh em tùy chỉnh theo loa của anh em chứ không phải là loa nào cũng giống như loa nào nha. Ok, cảm ơn anh em đã xem hết video. Anh em nào có nhu cầu mua loa sự kiện hoặc lắp đặt nâng cấp thì có thể liên hệ qua mình nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký kênh và bấm nút chuông theo dõi để liên tục cập nhật những video mới nhất và bổ ích nhất mà bên em đăng trên kênh của em hàng ngày nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.